Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Anh Minh Audio của mình. Ở cuối tập trước, trong khi Tần Trần đang giao thủ với Phi Hồng Thánh Chủ cùng Nhân Vương Tam lão, thì đột nhiên, một đạo huyết khí từ trong hư không bất thình lình đánh về phía đầu Tần Trần Công kích này chính là do Huyết Dương phủ chủ đánh ra. Hắn đã tìm phục trong hư không từ lâu, đến lúc này thừa dịp Tần Trần cùng mấy người Nhân Vương Tam lão giao thủ thì mới tiến hành đánh lén. Trông thấy một màn này, làm cho đám người tất cả đều khiếp sợ, trong nháy mắt, trong đầu tất cả mọi người đều là giật mình, đều cảm thấy không ổn, biết được Tần Trừng muốn nguy hiểm. Huyết Dương phủ chủ, không ngờ đường đường Huyết Dương phủ chủ lại có thể thi triển ra thủ đoạn đánh lén. Huyết Dương phủ chủ chính là truyền nhân huyết thần viễn cổ, trước đó còn liên thủ với bọn Nhân Vương Thánh chủ trấn áp quản hàng cung chủ, ai cũng không có nhìn thấy, hắn rốt cuộc biến mất trong đám người lúc nào, vậy mà ẩn núp bên cạnh tầng trần. Một kích bất ngờ này, căn bản chính là muốn trong nháy mắt trấn áp tầng trần, đánh chết. Một kích của một cao thủ phủ chủ lâu đời như vậy, sẽ đáng sợ đến mức nào? Cẩn thận. Cung chủ quản hàng cung bí sắc, toàn thân đẫm máu, vội vàng quát lớn chỉ thấy một luồng sát khí màu máu kia lúc mới bắt đầu bất tri bất giác thế nhưng vừa bộc phát ra quả thực khí thế như thần hồng mang theo khí tức thảm liệt sát ý đáng sợ ha 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 tiểu tử đi chết cho bổn tọa huyết dương phủ chủ quát lên chói tai trong hai con người có huyết quang luân hồi như là nhìn thấy núi thay biển máu huyết khí kinh khủng giống như đại dương mênh mông muốn trong nháy mắt nuốt hết từng trần đối mặt với huyết khí trước mắt đột nhiên trên người từng trần nổi lên một tòa cung điện phong cách cổ xưa là từng trần thúc dục tử tiêu đấu xuất cung trong nháy mắt bảo vệ mình linh hồn lực của tần trần cường đại tới mức nào trong nháy mắt khi huyết dương phủ chủ ra tay đã kịp phản ứng trực tiếp thúc giục tử tiêu đấu xuất cung trong thân thể đồng thời thân thể hoang cổ của tần trần cũng vận chuyển trước tiên lập tức một tòa cung điện nguy nga mênh mông ở phía chân trời vô số ánh sáng phóng lên tận trời lại bao phủ sát khí huyết khí đánh giết đến kia đồng thời hư ảnh cung điện phong cách cổ xưa tản mắt ra khí tức cuồn cuộn phong tỏa một phương thiên địa ngay tại chỗ thân thể huyết dương phủ chủ bị dìm vào trong tử tiêu đấu xuất cung một mực giam cầm toàn thân huyết dương phủ chủ là huyết quang tựa hồ là hóa thân huyết hải bị khí tức tử tiêu đấu xuất cung trấn áp gầm nhẹ một tiếng trong thân thể rõ ràng bắn ra vô số đạo huyết quang trong nháy mắt liền phát ra vô số công kích mỗi một đạo công kích đều ẩn chứa áo nghĩa huyết thần sẽ phá tan xiềng xích của tử tiêu đấu xuất cung từ trong đó thoát ra đào thoát khỏi sự phong tỏa của tử tiêu đấu xuất cung từng trần tiểu tử người quả nhiên không giống bình thường rõ ràng dưới tình huống như vậy có thể ngăn trở bản tọa đánh lén bất quá kế tiếp ta sẽ phát động lần thứ hai lần thứ ba thậm chí vô số lần ám sát ngươi cứ hảo hảo hưởng thụ đi thu gặt một vị thiên tài tuyệt thế như ngươi để cho huyết dịch bổn tọa cũng bắt đầu sôi trào lên huyết dương phủ chủ cười ha ha tinh thần phấn khởi thanh âm giống như lệ quỷ tru lên ở trong thiên địa có vẻ đặc biệt chói tai biến thái đồng thời hắn nhìn từng trần thi triển ra tử tiêu đấu xuất cung trong ánh mắt toát ra quang mang cuồng nhiệt hắn thấy từng trần sở dĩ có thể mạnh như vậy đều là vì truyền thừa thiên hỏa tôn giả nếu là có thể từ trên thân từng trần đạt được truyền thừa thiên hỏa tôn giả như vậy hắn sẽ mạnh bao nhiêu có thể là ở tương lai chạm đến cái kia truyền thuyết tôn giả cảnh giới thật sự thành tựu vô thượng đại nhân vật hắn rất chờ mong tức khắc ầm một tiếng vang lên liền thấy huyết quang tăng vọt từng căn tự như thiên kiếm hóa thành biển máu đại dương bao phủ thiên địa thê thảm nguồn lực lượng này thật là đáng sợ bên dưới có không ít vỏ giả quản hàng phủ chịu không nổi trực tiếp nổ tung bọn họ hoảng sợ ngẩng đầu nhìn thân ảnh như huyết thần kia trong lòng kinh hãi đây là nhân vật phủ chủ sao quá mạnh mẽ không thành thánh chủ cuối cùng cũng chỉ là con sâu cái kiến đánh lén xong ta thì muốn chạy dễ như vậy sao đột nhiên một giọng nói lạnh như băng vang lên là từng trần hắn nhìn chằm chằm huyết dương phủ chủ giống như mảnh hổ đang nhìn con mồi của mình lộ ra ánh sáng tàn bạo đây là ý gì tất cả mọi người đều thất kinh vẻ mặt của từng trần vô cùng chắc chắn nhìn thấy ánh mắt của huyết dương phủ chủ tràn đầy lạnh lẽo giống như thợ săn đang đi săn coi đối phương như con mồi muốn tiến hành bắt giết có một loại khí chất siêu nhiên tỏa ra loại cảm giác này khiến người ta rất không thoải mái trong hư không từng trần giơ tay lập tức kiếm khí vô tận ngưng tụ trong tay hắn như là vạn kiếm quy tông vô số kiếm quang mút hết thảy sau đó tăng vọt ra ngoài vô số kiếm khí ngang dọc giống như 10 vạn cây thiên kiếm vậy bong bong rung động sau đó tất cả kiếm khí đều hóa thành thần hồng đều to lớn như núi cao ngang qua hư không chém mạnh về phía trước có thể so với phá thiên chi mâu sắc bén vô cùng 10 vạn đạo thiên kiếm trường hồng bao trùm một phương thiên địa này vậy mà ngăn cản đường lui của huyết dương phủ chủ kiếm quang phát ra hào quang chói mắt xuyên thủng hư không mang theo kiếm khí như đại dương giống như biển sao đang nhấp nhô chấn động lòng người giờ phút này tất cả mọi người đều kinh sợ bọn họ nhìn thấy gì kiếm khí biến thành kiếm hải bao trùm huyết dương phủ chủ muốn nuốt hết một phương thiên địa này loại thủ đoạn này quá tàn bạo cũng quá kinh người bao phủ huyết dương phủ chủ vào giữa hừ tiểu tử ngươi cho rằng như vậy là có thể đã thương được ta sao ta không phải là thiên sơn phủ chủ huyết dương phủ chủ cười lạnh trong hai con người huyết quang tăng vọt bằng lãnh đến cực điểm hắn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng huyết hải phù trầm thanh âm vừa hạ xuống thân thể huyết dương phủ chủ lập tức tăng vọt vậy mà thật sự hóa thành một vùng biển máu biển máu mênh mông không có phần cuối tràn vào vô tận hư không khiến người ta không thể nắm bắt được chỗ chính thức vô số kiếm quan hạ xuống và chạm với biển máu vậy mà phát ra tiếng kim loại giao chiến ánh lửa đại đạo tung tóe trực tự đứt lìa pháp tắc dâng lên vùng không gian này trở nên hỗn loạn không gian đều sụp đổ ha 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 tiểu tử thúi ngươi không thể thương tổn đến ta thiên phú huyết hải của ta không gì có thể địch nổi từng trần nghe vậy thì cười lạnh thủ đoạn của huyết thần cho rằng hắn không hiểu gì sao trong thân thể từng trần khởi nguyên chi thư hiện lên một trang trong đó mở ra ẩn chứa khí tức huyết chi kinh người chính là văn minh huyết sắc từ văn minh huyết chi nắm giữ trên người huyết thần tử đương nhiên so với huyết thần lực của huyết dương phủ chủ văn minh huyết của từng trần còn có chút non nớt nhưng như vậy đã đủ rồi huyết quang cùng cuộn nở rộ liền thấy trên 10 vạn thiên kiếm mà từng trần thi triển ra đều tràn ngập ra huyết quang vô số phù văn huyết sắc nở rộ mãnh liệt đâm vào huyết hải phía dưới tức khắc một tiếng rống giận thê lương vang lên huyết hải phía dưới đột nhiên sôi trào huyết quang bạo liệt truyền ra thanh âm tức giận huyết dương phủ chủ đã bị thương huyết thần lực sao ngươi lại có huyết thần lực huyết dương phủ chủ vừa kinh vừa sợ gầm lên một tiếng từng trần cười lạnh trong ánh mắt mang theo ý giễu cợt việc này có gì khó chẳng lẽ ngươi đã quên huyết thần tử của huyết dương phủ ngươi chính là chết trong tay bản thiếu thôn vệ hắn bản thiếu chẳng phải đã nắm giữ được lực lượng huyết thần sao đáng tiếc huyết thần tử huyết dương phủ ngươi quá yếu không chịu nổi một kích xem ra giết ngươi huyết thần lực của bản thiếu sẽ tiến bộ lớn hơn a à, ngươi muốn chết huyết dương phủ chủ gầm lên phi hồng thánh chủ các ngươi còn chờ gì nữa cùng ra tay bố trí huyết hải đại trận trong lúc đó huyết hải do phủ chủ huyết dương phủ biến thành lập tức nổ tung thân thể của hắn đột nhiên biến mất mà phi hồng thánh chủ và nhân vương tam lão cũng tiêu thất trong hư không toàn bộ biển máu ầm ầm tan rã biến thành thiên địa thánh nguyên những thiên địa thánh nguyên này ngưng tụ thành từng cái thần đồ giống như cối xay chậm rãi ma sát về phía tầng trần huyết hồn diệt phách phúc thánh trận thanh âm của huyết dương phủ chủ hiện ra trong thần đồ thần đồ cùng cuộn này bao vây tầng trần lại vậy mà tạo thành một huyết chi đại trận khủng bố trên mỗi một tấm thần đồ đều có khuôn mặt cao thủ thánh chủ lóe lên khi thì huyết dương phủ chủ khi thì phi hồng thánh chủ khi thì nhân vương tam lão ngũ đại cao thủ thánh chủ vậy mà lại liên thủ tạo thành đại trận nhằm vào tần trần đúng là ti tiện vô sĩ tần trần ngạo nghễ đứng ở phía chân trời nhìn thấy huyết dương phủ chủ rõ ràng hóa thành thánh nguyên thần đồ vô biên nhận ra tòa đại trận này đây là đem lực lượng của ngũ đại cao thủ thánh chủ dung hợp lại với nhau phát động công kích kéo dài không dứt huyết dương phủ chủ ngươi đường đường là người đứng đầu một phủ lại muốn đẩy ta vào chỗ chết như vậy ngũ đại thánh chủ cao thủ lại thi triển thủ đoạn bực này với một tiểu bối truyền đi cũng không sợ bị người thiên giới cười nhạo sao tần trần cười lạnh nói ánh mắt nặng nề tiểu tử đối phó loại gian tế ma tộc như ngươi thi triển thủ đoạn gì cũng không đủ muốn trách thì trách ngươi cấu kết ma tộc còn chiếm được truyền thừa của thiên hỏa tôn giả thiên hỏa tôn giả chính là tôn giả của nhân tộc ta truyền thừa của hắn sao có thể rơi vào trong tay gian tế ma tộc ngươi còn có quản hàng cung chủ kia thế mà lại bảo vệ ngươi chờ ta bắt được nàng nhất định phải hung hăng chà đạp thanh âm biến thái của huyết dương phủ chủ truyền ra lão già chỉ là một trận pháp sao có thể vây khốn được ta ánh mắt từng trần phát lạnh tay cầm thần bí kiếm rỉ vậy mà không lùi ngược lại phóng tới thần đồ đại trận trên đỉnh đầu một tấm thần đồ trấn áp xuống tấm thần đồ do thánh nguyên vô hạn tạo thành này có vô số huyết hải chi khí lưu chuyển ở phía trên tạo thành một cái huyết quang phù văn nhẹ nhàng lóe lên lập tức trời đất quay cuồng hừ phá cho bản thiếu từng trần gầm nhẹ một tiếng trường kiếm chấn động kiếm quan ngưng tụ sẽ rách bức thần đồ này hắc hắc từ từ đi ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng chân chính thanh âm của huyết dương phủ chủ lần nữa vang vọng lập tức trong cả tòa đại trận xuất hiện hơn trăm tấm thần đồ mang theo thái cổ huyết hải uy thế trấn áp hung hăng phai mờ xuống những thần đồ này mỗi một tấm đều tập trung vào đại đạo của thánh chủ quả thực là áp bách đến mức người ta không thở nổi tuy thực lực từng trần rất mạnh trong lúc bộc phát thậm chí có thể làm thánh chủ sơ kỳ bị trọng thương nhưng mà dưới đại trận được mấy vị cao thủ thánh chủ liên hợp tạo thành lập tức đã có một loại cảm giác bị áp chế thánh nguyên trong cơ thể vận chuyển cũng xuất hiện vấn đề dù sao tần trần cũng không phải là nhân vật thánh chủ làm sao có thể ngăn cản được nhiều công kích của thánh chủ như vậy tần trần thả chúng ta ra ngoài cùng ngươi chiến đấu tiếp tục như vậy ngươi nhất định sẽ nguy hiểm hơn nữa đây còn là thủ đoạn của huyết dương phủ chủ ngoại trừ người này nơi này còn có đám người nhân vương phủ chủ hiện tại bọn họ là muốn trấn áp cung chủ đại nhân cho nên không cách nào ra tay chỉ cần chờ bọn họ vừa ra tay ngươi sẽ lập tức nguy hiểm cho nên ngươi nhất định phải nhanh chóng giải quyết cuộc chiến nơi này tốt nhất là có thể giải cứu được cung chủ đại nhân chúng ta liên thủ có lẽ mới có một đường sinh cơ mộ dung băng vân ở trong càng khôn tạo hóa ngọc điệp lo lắng nói nàng cũng nhìn thấy hết thể ngoại giới thay từng trần khẩn trương lên hận không thể lao ra giết địch yên tâm các ngươi cho rằng bản thiếu không có cách nào thoát ra sao bản thiếu vốn là cố ý như vậy dùng thủ đoạn khác bản thiếu có lẽ không có cách nào nhưng mà dùng trận pháp muốn vây khốn bản thiếu không khác gì người si nói mộng hơn nữa thân phận các ngươi đặc thù tuyệt đối không thể bại lộ ra ngoài nhìn bản thiếu động thủ như thế nào là được trí tuệ của từng trần cao thâm cỡ nào hắn sở hữu quy tắc thời gian muốn thoát khỏi trận pháp này cũng không phải là không có cách nhưng cứ như vậy ngược lại động thủ không tốt tần trần cố ý xa vào nơi này suy tính vận mệnh tìm kiếm cơ hội phản kích lập tức vận mệnh chi đạo trong thân thể của tần trần bắt đầu vận chuyển các loại hình ảnh lưu chuyển cùng lúc đó bộ thiên chi thuật cũng bắt đầu vận chuyển tức khắc trước mắt tần trần bắt đầu hiện ra vô số hình ảnh đột nhiên khóa chặt một cái hình ảnh hình ảnh kia là ba đại nhân vương phủ thánh chủ và phi hồng thánh chủ chỉnh tề ngồi trong hư không làm trận nhãn trận pháp không ngừng xoay tròn biến hóa thúc giục rất nhiều huyền ảo mà huyết dương phủ chủ thì lại ở trong đại trận không ngừng chạy trốn mượn lực lượng của tứ đại thánh chủ phát động công kích đồng thời đang ngưng tụ sát khí tựa hồ muốn phát ra một kích trí mạng với tần trần tất cả mọi thứ đều được tính ra trong hình ảnh của vận mệnh điều này làm cho tần trần hiểu rõ mọi chuyện các loại mưu kế bắt đầu vận chuyển trong lòng tần trần thậm chí không chỉ mảnh đại trận này ở đâu ngay cả vị trí của quảng hàng cung chủ phía xa cũng bị tần trần lợi dụng vận mệnh thuật trong minh minh câu thông cung chủ đại nhân một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu quản hàng cung chủ là ngươi tần trần Quản hàng cung chủ đang đau khổ ngăn cản đám người phủ chủ tiến công, lập tức lắp bắp kinh hãi, khó có thể tin được. Không phải Tần Trần đã bị đám người huyết dương phủ chủ vây khốn rồi sao? Lại có thể trực tiếp truyền âm đến não của nàng? Cung chủ đại nhân, nói ngắn gọn, lát nữa ta sẽ phát động tiến công, phát động công kích mãnh liệt với đám người huyết dương phủ chủ. Đến lúc đó cần sự phối hợp của ngươi. Từng giọng nói truyền vào trong đầu quản hàng cung chủ. Trên mặt quản hàng cung chủ đầu tiên là nghi hoặc, sau đó là giật mình, cuối cùng lộ ra vẻ hoảng sợ. Hiển nhiên đối với nội dung mà từng Trần nói là vạn phần chứng kinh mà lúc từng trần bị nhốt trong trận pháp âm thầm tiến hành câu thông với quản hàng cung chủ trên chân trời mấy người phủ chủ nhân vương phủ cũng âm thầm giao lưu nhân vương phủ chủ từng trần kia vậy mà mạnh như thế ngay cả huyết dương phủ chủ và phi hồng thánh chủ bọn họ tạo thành huyết hồn diệt phách thánh trận cũng không thể dễ dàng giết chết người này xem ra bí mật trên người từng trần kia kinh thế hải tục lẽ nào tôn giả truyền thừa có thể mạnh như thế ngọc minh phủ chủ vừa ra tay trấn áp nhiễm hàng cung chủ vừa khó tin truyền âm cho nhân vương phủ chủ hừ kẻ này đích xác có bí mật lớn nếu không cũng không thể đạt được truyền thừa của Thiên Hỏa Tôn Giả, vừa rồi hư ảnh cung điện kia các ngươi cũng nhìn thấy, theo ta được biết, vô cùng có khả năng là chí bảo của Thiên Hỏa Tôn Giả, tự tiêu đấu xuất cung. Trừ điều đó ra, người này còn chiếm được hỏa diễm tôn giả của Thiên Hỏa Tôn Giả, chỉ cần cho hắn đủ thời gian lĩnh ngộ thiên đạo, người này thậm chí có thể vượt qua chúng ta, chỉ cần giết hắn, cướp đi cơ duyên của hắn, chúng ta đều sẽ thăng cấp thật lớn. Bất quá, người này cũng thật sự là một đại nhân vật, rõ ràng âm thầm phục sát Thiên Sơn phủ chủ, Thiên Sơn phủ chủ thật sự là một tên phế vật, lập tức bị đánh chết nếu không chúng ta đã sớm bắt được quản hàng cung chủ hoặc là trấn áp tên tầng trần kia bất quá hiện tại cũng không có gì chờ ta thi triển đòn sát thủ trước trấn áp quản hàng phủ chủ sau lại đi đối phó tầng trần kia đòn sát thủ thần chiếu giáo chủ nghi hoặc hỏi không sai diệt thiên thánh chủ đại nhân ở dự diệt phủ đã sớm đoán trước được nguy cơ có thể tồn tại hắn cho ta một tấm thần phù đợi đến khi quản hàng cung chủ không kiên trì được nữa chúng ta chỉ cần thôi động thần phù này là có thể hấp thu lực lượng của quản hàng cung chủ đồng thời mượn nhờ lực lượng của nàng để chúng ta nắm giữ được áo nghĩa bước vào trung kỳ thánh chủ khiến cho tu vi của chúng ta chân chính tấn thăng đạt tới một cảnh giới cao hơn nhưng vương phủ chủ trong lòng nắm chắc lên tiếng nói nhưng đúng lúc này đột nhiên trong đại trận một gợn sóng mang tính hủy diệt truyền ra tựa hồ là cuối cùng quản hàng cung chủ đã liều mạng một đạo ánh trăng giống như sông dài trực tiếp xé rách không gian phong tỏa của ba đại cao thủ bọn họ quản hàng chi lực đáng sợ lại sắp thẩm thấu ra không có khả năng quản hàng cung chủ sao lại liều mạng sớm như vậy nàng đang kịch liệt thiêu đốt tinh huyết cùng thọ mệnh của bản thân như vậy đã sớm liều mạng là tự tìm đường chết giọng nói của nhân vương thánh chủ có một ít khiếp sợ ngăn cản nàng ta lại nhân vương thánh chủ biến sắc hắn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng nếu thật để quản hàng cung chủ vọt ra vậy hắn sẽ phí công vô ích mà trong lúc cung chủ quản hàng cung bắt đầu liều mạng trong thần đồ đại trận tần trần cũng cảm nhận được dao động của quản hàng cung chủ được quản hàng cung chủ động thủ cuối cùng cũng đến phiên ta trong hai mắt tần trần một đạo hàng quang nở rộ ra thân thể hoang cổ được tần trần trong nháy mắt thúc giục đến mạnh nhất đồng thời hư ảnh tử tiêu đấu xuất cung lại một lần nữa xuất hiện lần này tử tiêu đấu xuất cung bùng nổ ra khí tức càng thêm cường thịnh trong nháy mắt liền đụng nát trên trăm thần đồ u u nghiền ép về phía trước cái gì lần này từng trần bắt đầu liều mạng rồi sao huyết dương phủ chủ đang thôi động đại trận chuẩn bị từng chút một tiêu diệt từng trần liền cảm nhận được động tĩnh của quản hàng cung chủ còn chưa kịp phản ứng liền cảm nhận được trong đại trận của mình từng trần cũng lập tức bạo phát một luồng sức mạnh không gì sánh kịp phóng lên tận trời như muốn đánh bay ra ngoài hắn kinh hãi ánh mắt băng hàng lực lượng huyết thần trong cơ thể nháy mắt thiêu đốt vô số thần đồ lại lần nữa xuất hiện lập tức bao phủ tử tiêu đấu xuất cung đồng thời lực lượng huyết thần cùng lực lượng trận pháp đáng sợ bắt đầu thẩm thấu vào trong hư ảnh tử tiêu đấu xuất cung muốn cướp đi bảo vật của Tần trần hắn vừa bao vây một cái lập tức liền cảm giác được Tần trần nắm giữ tử tiêu đấu xuất cung kỳ thật mười phần nhỏ bé trong lòng huyết dương phủ chủ lập tức chính là đại hỷ tử tiêu đấu xuất cung thứ tốt đây chính là bảo khí truyền thừa của thiên hỏa tôn giả lại bị tiểu tử này lấy được đáng tiếc tu vi tiểu tử này quá thấp hoàn toàn không thể thúc giục uy lực chân chính của vật này quả thực là phung phí của trời nếu ta có thể có được tử tiêu đấu xuất cung thì chỉ cần tu luyện cho tốt thực lực khẳng định sẽ tăng nhiều cảm nhận được tử tiêu đấu xuất cung bị mình rung chuyển từng chút một huyết dương phủ chủ không khỏi mừng rỡ trong lòng đồng thời tử tiêu đấu xuất cung kia dưới sự dẫn động của hắn bị chậm rãi hút tới từng trần hầu như không có lực phản kháng trên mặt tự hồ lộ ra vẻ sợ hãi mắt thấy tử tiêu đấu xuất cung sắp bị huyết dương phủ chủ cướp đi đột nhiên một đạo khí tức khủng bố đến cực điểm từ trong cơ thể từng trần cuốn ra sự sợ hãi trên mặt từng trần trong nháy mắt biến mất ngược lại lộ ra một tia cười nhạo một đạo hào quang tử vong phóng lên tận trời khắp nơi đều là tử khí âm trầm một bộ thi hài cao lớn từ trong tử khí vô biên này từ từ bay lên thi hài thời viễn cổ này cũng không phải là hư ảnh mà là chân thật hình thể tử khí toàn thân bành trướng để đám người thánh chủ phủ đều khiếp sợ vạn phần thi hài chiến tộc xuất hiện từng trần ở trong nháy mắt huyết dương phủ chủ mừng như điên trực tiếp nhen lửa hồn hỏa trong càng khôn tạo hóa ngọc điệp của chiến tộc lợi dụng quy tắc tử vong khiến cho hắn từ trong hư không vô tận đi ra bắt đầu chinh chiến cho mình chủ nhân của ta người hầu của ngươi chinh chiến vì ngươi thi hài chiến tộc vừa xuất hiện liền phát ra tiếng rống giận hai con ngươi trống rỗng nhìn thẳng huyết dương phủ chủ bàn tay bạch cốt nắm một cái chấn động phát nổ ép tới huyết dương phủ chủ lập tức đánh cho thánh nguyên quanh thân đối phương nổ tung từng khúc đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi cảm ơn mọi người đã xem hết video nếu thấy hay mọi người nhớ cho mình một like một đăng ký kênh và đừng quên để lại comment góp ý của mọi người nha